Tôi cũng nói thiệt với hai chú là gia đình cũng khó khăn quá, mà có Dạ. hai đứa cháu từ nhỏ tới lớn trằn trọc nuôi cho tới lớn, nhờ ông bà cũng phù hộ cho nó, gặp cái vận may có chồng có con mà xui rủi, nhờ chồng nó cũng khổ, nó cũng khổ thôi phải kệ cho nó ở có con, lát nữa nuôi mẹ nuôi cha nó. Dạ. Nhờ hai đứa con, đứa lớn nó thì 6 tháng 7 tháng gì rồi mình đứng đi thì không được. Quang Nghĩa mến chào cô chú anh chị. Hiện tại Nghĩa và chú Phước mình là cô chú đang có mặt ở nhà của chị Quế Nhung mình đó cô chú. Thì chị mình bị khuyết tật mọi người. Bị tàn tật rồi sống trong cái cuộc sống đó khó khăn. Chồng thì đi làm hồ hả con? Dạ, chồng con làm hồ. Làm cu ly hả? Làm thợ. Dạ, làm cu ly. Dạ. Thì đó, chồng làm cu ly thành ra bữa có bữa không. Rồi cái hoàn cảnh của Quý Nhung ở đây thì nó cũng lúc trước nó cũng đi bán vé số, nhưng mà khán giả được biết là vì lúc này gần Tết cuối năm cho nên tình trạng là giật dọc vé số rất là nhiều. Với những người hoàn cảnh mà tàn tật đi bán vé số thường bị giật vé số chứ, cho nên có bữa đi về là cái thăm vốn không, cho nên giờ em không dám đi bán nữa. Thì ở nhà mọi việc cái gánh nặng đều đặt lên vai của người chồng. Bây giờ là em hai đứa con, một đứa lớn nhất là 3 tuổi, còn đứa kế là Dạ, đứa kế còn được 3 tháng. 3 tháng. Đây là cuộc sống cũng vô khó cùng con. Nhà này là nhà của con hay là nhà sao, hay nhà nhà trọ trọ cơ? Dạ, là nhà này là nhà của bà chính con vợ chồng con ở nhờ, chứ vợ chồng con không có nhà. À, đây là nhà của bà vợ Dạ, chú đây là chị mình ở nhà, ở nhà ở đậu. cho Dạ. em quay nhà tí xíu chia sẻ với khán giả của em đó Dạ. Thì cô Nhung con bị tàn tật hồi là hồi bé hay là sao, hay là con bị sao, con có thể kể cho khán giả biết Dạ, không? con bị hồi từ hồi nhỏ 9 tháng là con bị sốt. Sốt bại liệt Dạ, sốt bại liệt. rồi cái con bị tàn tật gì luôn. Dạ. Rồi về con gặp chồng con là ở thành phố hay gặp ở đâu hay sao? Con Dạ, con gặp chồng con ở đây. gặp ở đây luôn hả? Dạ. Chồng con quê ở đây hay quê ở đâu? Dạ, chồng con quê ở Sóc Trăng. À, là trong cái dịp tình cờ là đi làm hồ hay sao là con gặp chồng con hay sao, con quen biết rồi. Dạ, hồi đó thì con làm công ty, mà công ty thì làm ăn sản phẩm, mà có hàng thì làm, không có thì nghỉ. Rồi con chồng gặp chồng con ở trong công ty. Rồi sau rồi con lấy chồng về rồi con đi bán vé số. Được rồi. Thì hoàn cảnh của con em Quý Dung thì nó cũng như vậy, như khán khán giả nhìn thấy cuộc sống của em bây giờ là hai đứa con nhỏ, rồi đi bán số thì không được, thường thường bị giật dọc, thành ra em rất là khó khăn. Thì hôm nay được cũng có cái hữu duyên là có một anh Vũ ở khu vực 5 có gọi chia sẻ với em một món quà, chút đỉnh quà là còn có là 10 kg gạo với là 1 ký lạp xưởng, để coi như là chia sẻ trong giữa lúc khó khăn để động viên an ủi trong em trong cái sống. Thì hôm nay là chú cũng có đến đây để gửi ở cái phần quà đó của Dạ. anh Vũ ở khu vực 5 thị trấn Đức Hòa, Dạ. để trình bày cho con biết vậy. Dạ, con cảm ơn. Con Dạ. cảm ơn chú và lính Dạ. trao cho con. Cảm ơn anh Vũ. Đó thì như vậy là con, như vậy là bé hai đứa bé này rồi, rồi con mỗi lần con tàn tật vậy là con chăm sóc đứa bé cánh sao vất vả lắm Dạ. người vô. Dạ. Con có thể kể là Dạ, giờ là giả có mẹ con phụ hỗ con. Dạ, có mẹ con phụ. Rồi con thì đứa đứa 3 tuổi thì nó cũng chưa có biết đi. Nó cũng bị giống như có cái gen cũng giống như con vậy đó. nó yếu ha. Dạ, nó yếu. Thì bây Dạ. giờ hồi đó hồi con có điều kiện, con có tiền thì con lo cho nó đi tập vật lý trị liệu ở dưới trung tâm 1A Lý Thường Kiệt á. Rồi nay con hết tiền rồi, vợ chồng con xoay sở hết nổi rồi, nên giờ con phải cho bé về rồi đợi vợ chồng con có tiền rồi mới cho nó đi tiếp. Rồi đứa bé 3 tuổi ở đâu, đây có đây không? Đâu không? Dạ. Có Dạ, nói nó đi vô nhà dì hai nó chơi ở trong á. Con cho đi tập vật lý rồi ở dưới rồi bà ngoại nuôi giùm con, vợ chồng con ở đây đi làm. không? Lúc đó con mang bầu con đi làm, nó gửi tiền xuống dưới. Bữa nay rồi về cũng đỡ, là nó cũng đứng lên, nó tự nó làm được, nhưng mà nó chưa có thả tay ra nó đi được chú.
Giờ con phải ráng làm cho về, đang ráng làm đang kiếm tiền đang cho nó đi nữa, con nó đi nữa đang cho nó biết đi. Rồi bây giờ sẵn đây chú cũng gửi cho con cái máy niệm Phật của cái chú Phật tử ở thành phố chú Bình. Dạ. Để địa chỉ cho con, để con nghe con, để nhiều khi để con niệm Phật để cho con được thanh thản đầu óc vậy đó. Dạ dạ. Ừ, cho con, nhẹ nhàng tâm trí. Cảm ơn chú Bình. Dạ dạ. Đó thì gửi dạ. Con cái máy niệm Phật luôn, chỉ kèm theo cái phần quà của chú Vũ ở khu vực 5, gồm có là 10 kg gạo với là 1 kg lạc xưởng. Dạ con cảm ơn chú Vũ đã cho con phần quà. Ờ để chia sẻ thì thôi kệ, cũng nhường cơm xẻ áo chia sẻ nhau. Dạ. Trong cuộc sống như vậy đó. Thì qua cái đoạn video ở đây thì mong rằng quý vị Mạnh Thường Quân xa gần có nhìn thấy đoạn video, thấy cái cuộc sống của gia đình em Quê Nhung trong cái cuộc sống là bây giờ hai đứa con nhỏ, một đứa 3 tháng là nhỏ nhất, đứa lớn nhất là 3 tuổi. Nhưng mà đứa bé 3 tuổi nó cũng bị gì ảnh hưởng cái gen của người mẹ, cho nên cái chân đi cũng rất yếu. Em cũng phải cần có số tiền để mà đi tập vật lý trị liệu, nhưng mà vì hoàn cảnh cuộc sống của em cũng khó khăn quá, không có đi điều kiện để đi cho em bé đi tập vật lý trị liệu được. Thì mong quý vị xa gần có thể hỗ trợ để cho em có điều kiện để đi tập vật lý trị liệu. Là đứa bé là 3 tuổi đó, dạ, bé 3 em bé của đó. Em phải có đứa bé 3 tuổi đây nữa đặng cho quay đó. Dạ đứa bé 3 tuổi con nó ở nhà chị Hai nó ngủ ở trọng á. Dạ chú vô trong trọng là có trọng á. Dạ dạ đó. Có vô chị Hai nữa hả? Dạ có, cho chúng Nhung nữa. Tại vì nhà con giữ không xuể, chồng con đi làm rồi còn có mình con, là mẹ con bữa nay đi công chuyện, con phải gửi cho chị con giữ phụ. Con chào bà mình nè, là bà mình là dạ. Ngoại. Cảm ơn chú. Dạ. Hai chú mà không biết rồi, hai chú hỏi bằng sao con cố ngoại không biết. Chú Phước là với con là Nghĩa. Với chú Nghĩa. Dạ. Tôi cũng nói thiệt với hai chú là gia đình cũng khó khăn quá. Dạ. Có hai đứa cháu từ nhỏ tới lớn trằn trọc nuôi cho tới lớn, nhờ ông bà cũng phù hộ cho nó gặp cái vận may có chồng có con mà xui rủi, nhờ chồng nó cũng khổ rồi nó cũng khổ thôi, phải kệ cho nó ở có con là lát nữa nuôi mẹ nuôi cha nó. Dạ thì nói chung là hôm nay cũng hữu duyên nè, con và chú Phước mình xuống thăm như là trao quà của Mạnh Thường Quân anh Vũ ở khu vực 5 Đức Hòa mình nè, gửi nè. Dạ, thì sau khi về dạ sau khi về con chia sẻ video lại, nếu mà gia đình của chúng ta nè may mắn nhận được sự quan tâm nữa đó bà, thì con và chú Phước sẽ tiếp tục tới đây để chia sẻ rồi cũng như là mình trao tặng lại những phần quà yêu thương. Cảm nữa cảm ơn trước nữa chú Phước xong nữa là chú dạ. Thì con giúp đỡ cho cháu tôi rất cảm ơn nhiều. Dạ thì con cho cũng hoàn hy vọng, cảnh cũng khó khăn quá, cũng hy vọng là sẽ giúp được cho dạ. Gia đình cũng như là cho chị mình nè. Rồi con cảm ơn, cho con mượn cái này bà. Thì thôi sẵn đây em cũng có lời gửi đến chị là chị mình có gì muốn chia sẻ với khán giả của em không? Dạ em mong quý Mạnh Thường Quân nếu mà có xem thì giúp đỡ cho em, giúp đỡ cho con em nó đi được. Dạ thì chị cứ chia sẻ bằng như là cái cuộc sống mình có khó khăn gì đó, hay là những cái sự khốn khổ gì đó, chị cứ chia sẻ thật lòng mình nè. Dạ con dạ nhà ở đâu bây giờ con đi giờ dạ, con thì giờ đi bán vé số mà bị giật hoài à, nên con giờ cũng không có vốn để bán nữa. Còn chồng con thì đi làm hồ bấp bênh lúc có lúc không. Dạ. Giờ con mong với Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con với cho gia đình con. Dạ có tiền để trị bệnh cho con tại vì con nó bị yếu đi không có được cũng giống như con vậy đó. Thì mẹ đã khổ rồi thì mong thì nói chung là em cũng muốn giúp bằng gia đình mình, bằng tấm lòng của em. Nếu mà hữu duyên có chia sẻ được video, có nhận được sự quan tâm thì em sẽ tiếp tục đến đây một lần nữa ha. Dạ cảm ơn. Dạ rồi vậy thôi mình chúc Phước mình có gì hỏi nữa không? Không rồi mình còn ghé đến gì nữa, chút nữa mình còn đi ghé qua thăm cái người chị nữa, cũng vậy hoàn cảnh như tàn tật vậy, nhưng mà người chị tới hai vợ chồng bị tàn tật luôn. Dạ dạ xin phép ngoại với gia đình. Giờ chú đi qua nhà của Kim Nhung
Dạ. Dạ. Thăm nó. Cái này là Vũ gửi lạc xưởng tươi này nè chị Nhung. Là cái này có tủ lạnh này mình để vô mình ăn thì không có là thấy ăn liền đừng để lâu ngoài Nhung. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. Rồi rồi, nếu có gì là chú liên hệ rồi chú báo được từ đây tới Tết có quà cáp gì là chú liên hệ nữa. Dạ. Từ từ rồi chúng cửa chú. Rồi đi ngay ra. Thì thôi Nghĩa cũng xin phép dừng video ở đây nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi con chào bà ha. Rồi, rồi chào hai Nhung. Rồi, rồi chào bà cụ ha. Có dịp cô trả lời. Ừ. Thì mấy đứa nó hôm đó nay là tôi đưa lo cho tụi nó gạo thóc quanh năm đó chứ đâu. Dạ.